Hello bạn nha, như các bạn đã biết đó, thì bữa hổm mình có làm một cái video hướng dẫn các bạn lắp sạc của Exciter 150 cho quay 2017. Thì cái xe đó đã có một cái bộ jack nó hơi là phức tạp, có nghĩa là mình sẽ mở hình cho bạn xem ha, em sẽ chèn vô hình cho bạn xem. Cái bộ jack á, ở cái phần đây là dây xanh lá và dây màu trắng. Cái dây xanh, cái dây trắng á, là dây mâm lửa, còn dây xanh lá là dây mát, đúng không? Rồi mát, mà dây xanh lá này mát á, là dây của mát của dây kích của phần đánh lửa lên bugi. Còn cái dây mà cuộn lửa là dây màu vàng, dây màu vàng này các bạn, dây màu vàng nó nằm rời một jack 3.5 một bình nó như vậy, đó là dây kích. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là tách mát dành cho cái bộ này của mình. Khi mà lắp vô thì chúng ta sẽ không có cần phải đấu nối phức tạp giống như cái bộ mà bộ dây của mình nữa. Có nghĩa là hai cái dây là trước cuộn và sau cuộn này mình sẽ giấu chung vô một jack này luôn. Khi hello bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu sạc kết leo và bộ dây chuyển sạc của mình lắp cho quay đời mới các bạn. Này là quay 2017 các bạn ha. Thì quay 2017 chúng ta quay 2017 nè, quay Black nè, quay RX nè. Đó là nó sẽ sử dụng cục sạc 4 chân mẫu này và jack mâm lửa nằm ở đây. Thì đây là cuộn lửa mình đã tháo rời ra ngoài như vậy cho bạn dễ nhìn. Bạn thấy ở ngay vị trí này, ngay chỗ ngón tay cái đang chỉ nè, đây là cái mát nè. Đây, cái dây xanh lá này và cái dây động này nó đang tiếp điểm với vị trí ở trong này để bắt con ốc, bắt vào sườn là mát. Bây giờ mình sẽ tiến hành tách hai cái này ra nối với nhau. Dây xanh lá nó thẳng vào cái động này mà nó không có ăn điện vào cái cuộn lửa này nữa là chúng ta đã tách mát thành công. Đơn giản như vậy thôi ha các bạn. Đó. Đấy bạn, tách mát là đơn giản, mình tách nó ra khỏi sợi dây mát thôi. Đó. Rồi hai cái đầu này, dây đồng này và dây xanh lá này mình sẽ quấn hàng lại, chấm hàng với nhau và quấn kích điện nó là xong ha. À. Đây là sau khi tách mát thành công nha bạn. Đây, dây xanh này mình đã quấn cách điện với chỗ ngay chỗ này. Đó, thấy chưa? Rồi, như vậy là xong rồi, bạn tiến hành lắp vô và lắp sạc thôi. Đấy. Lắp. Giờ là bạn đã tách mát thành công rồi. Và bạn mà tách mát bằng lửa theo hướng dẫn của mình xong thì các bạn chỉ cần cắm vô. Cắm vô, ví dụ ở đây là cái đường dây điện jack ở trên sườn xe đúng không? Ở trên mâm lửa đúng không? Cái jack này là jack mâm lửa nè bạn. Đấy, còn jack này là jack của bộ dây điện này của mình. Bạn chỉ cần cắm vô như vậy. Là bạn thao tác xong cái thao tác đầu tiên đúng không? Rồi, thao tác thứ hai là gì? Các bạn thấy cái dây màu vàng này không? Cái dây màu vàng mà mình đang cho bạn xem nè, jack 3.5 màu vàng ở trên cuộn lửa này, bạn rút nó ra. À, nó không có điện gì hết trơn nha bạn, nó chỉ là dây điện trừ thôi. Mình chỉ cần rút nó ra. Rút nó ra là xong nha bạn. Bạn rút nó ra kệ nó. À, rút nó ra. Còn bạn nào kỹ quá keo điện nhưng mà không có cần nha bạn, nó không có điện đài gì đó trơn á. Nó cũng có hư hao cho nên bạn chỉ cần rút cái jack này ra là xong. Là bạn đã tách mát và gắn đi đường dây gắn sạc cho Exciter 150 cho quay 2017 ha. Thành công rồi ha. Đó, hai cái phần đó là hai cái mà mình lưu ý cho bạn ha. Còn hướng dẫn như thế nào thì mình sẽ chèn video cho bạn xem nha. Ok. Đối với quay 27 thì nó có một cái khó chịu như vậy mà mình đang tiến hành bấm lại dây mới các bạn. Có nghĩa là dây quay 2017 á là cái cuộn lửa ở đây chúng ta sẽ có một dây trắng là dây lửa nè và một dây vàng là dây lửa, là dây cuộn lửa nha bạn. Còn dây xanh lá và dây xanh dương sọc vàng này là dây kích của kích bugi các bạn đó. Nhưng mà chúng ta sẽ tiến hành chui cắm như zin ha. Còn trong video của này thì mình lắp như vậy tại vì cái bộ này là bộ đầu tiên mình gặp chiếc xe này ha. Còn bình thường nếu mà 11 á thì mình sẽ bán cho bạn là bộ bằng dây gắn như viên. Đầu tiên một jack của cái bộ chuyển sạc nè bạn cắm vào dây vàng này ha, còn một jack còn lại bạn cắm vô cái jack hai này đó. Thì 11 mình sẽ làm một cái jack ở giữa ngay chỗ này để bạn nấu nó tiếp thôi chứ bạn không phải cắt dây điện ha. Còn video này là mình phải cắt tại vì bộ đầu tiên các bạn đó. Thì bạn lưu ý cho mình ha, dây màu vàng này là dây mâm lửa nè đó, và dây màu trắng là dây mâm lửa, còn dây màu xanh lá, dây xanh dương là dây kích ha. Chúng ta chỉ cần nối một cái sợi dây trắng này vào chỗ đây như một sợi dây này còn dây vàng, còn cuộn lửa chúng ta đã tách mát, vậy là xong. Bây giờ mình tiến hành nổ máy lên cho bạn xem ha. Để mình để cái này nằm ở đây. Đây bây giờ bình đang là 12.8V, 14.8, 14.9V đó. Vậy là lụm ơi bạn ha. Đó 14.9, 18 các bạn lên ra ha. Đó rồi, và chúng ta lắp sạc thành công các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quấn cách điện hết cái mớ này rồi lắp cục sạc vào trong đây rồi ráp dàn áo lại là xong. Đấy, sạc cho quay 2017 rồi. Vậy là bạn gắn 6-7 cái đèn led luôn được, gắn đi cầu gì thoải mái ha.
lắm. Chúc bạn thành công nha.